Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ, và em là Ngọc Hiệp. Hôm nay thì em xin gửi đến quý vị anh chị một chiếc xe sang trọng, gầm thấp, thế nhưng mà nó lại có cái hơi hướng gọi là hơi chủ tịch một tí quý vị anh chị nhá. Một chiếc xe nhập Nhật nguyên chiếc. Ở đây em đang có một chiếc Lexus ES350, một chiếc xe rất là mới. Đa phần thì những cái loại xe này thì bên em tuyển chọn nó phải là những cái chiếc xe mà chạy rất là ít đấy, gọi là siêu lướt đấy ạ. Thì xe nó mới còn ngon được đấy, và đa phần là những cái vị khách mua cái chiếc xe này thì cũng rất là cẩn thận, rất là kỹ tính. Ở đây thì là một chiếc ES350 quý vị anh chị nhá. Chiếc xe này của em sản xuất từ 2016 đấy, với cái thiết kế mặt ca lăng đặc trưng của Lex này, mặt ca lăng hình chữ L này, cụm đèn cũng vậy này. Thế nhưng mà ở cái bản này thì thiết kế nhìn nó rất là đẹp, và nó cũng khá là trẻ trung, nó không bị bó hẹp vào cái việc là cứ Lex là phải già, đúng không ạ? Chiếc xe này của em thì sẵn biển Hà Nội rồi, màu vàng cát rất là đẹp. Đây, dàn lốp mít mới cứng luôn. Loại này thì nó sử dụng la răng 17 inch quý vị anh chị nhá. La răng phay rất là đẹp. Xe thì đấy, bao giờ cũng vậy, quý vị anh chị nếu mà xem nhiều clip rồi thì thấy em luôn là quay mộc một lần xe vừa về đấy. Đây này, những cái xước sát các thứ này chưa spa dọn dẹp gì cả. Đấy, thì có rửa thôi để cho nó sạch sạch tí rồi quay lên hình thôi. Còn nếu mà quý vị anh chị có nhu cầu thì em vẫn sẽ spa dọn dẹp lại cho quý vị anh chị khi mà quý vị anh chị lấy xe, và đương nhiên rồi, nó là miễn phí nhá quý vị anh chị nhá. Chiếc xe này của em siêu lướt luôn, chạy có 4 vạn km thôi. Đấy, vừa mới thay dầu bảo dưỡng luôn đây. Có cả lịch nhắc đây nhá quý vị anh chị nhá. Đây là trong hãng nên là không thể nào mà sai km được. Đấy. Thiết kế rất là gọi là ở bên trong này rất là sang trọng này. Quý vị anh chị nhìn cái vô lăng này, vừa ốp gỗ vừa bọc da nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, những cái chi tiết này, ốp gỗ bọc da nội thất kem đi kèm với cả những cái chi tiết bọc da màu nâu, tăng thêm cái sự sang trọng, đặc cấp cho cái chiếc xe. Mặc dù Lex là cũng là của Toyota, thế nhưng mà nó không bị thiết kế nó gọi là gì, quá là nghèo nàn à, nghèo nàn, hay là nó bị bó buộc trong cái sự bảo phủ của Toyota hay là dòng xe Nhật bao nhiêu năm nay quý vị anh chị nhá. Đấy, chiếc xe này là một bầu trời option luôn, và thiết kế cực kỳ là đẹp. Đấy, như quý vị anh chị thấy này, ghế lái bao gồm ba vị trí nhớ ghế này, tất nhiên rồi là phải có chỉnh điện rồi đúng không ạ. Rồi thì lên xuống kính tự động này, ốp gỗ ở trên táp ly cửa này, đấy, bọc da trên táp lô này, màn hình này, rồi thì vô lăng cực kỳ là đẹp luôn nhá, chế độ cruise control này, rồi thì tích hợp phím vô lăng, thoại rảnh tay rất là đầy đủ này, đèn auto, cảm biến gạt mưa auto này, tất nhiên là màn hình vẫn tích hợp bluetooth media các thứ đầy đủ rồi, điều hòa tự động độc lập này, sấy sưởi ghế các thứ nhá quý vị anh chị nhá, đầy đủ luôn. Xe còn bao gồm 3 chế độ lái eco, comfort và eco, normal và sport quý vị anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Xe này mà không mua thì mua xe gì đúng không quý vị anh chị? Loanh quanh cái tầm giá nó hơn tỷ mà đi Lex. Đấy, thiết kế nó đây, có cả cái chỗ này như kiểu là Maybach luôn nhá quý vị anh chị nhá. Đấy, bệ tì tay này. Đấy, khi nào mà cần ngồi nhá. Đấy, còn ở đây là vẫn có chỉnh các chức năng đầy đủ quý vị anh chị ạ, chỉnh cả nhiệt độ, điều hòa các thứ nhá. Đó. Đây. Hộp để đồ này. Khi nào mà quý vị anh chị cần ấy, ngồi 5 người thì có thể nào nhấc cái này lên ngồi được 3 người hàng ghế sau. Và đương nhiên rồi, xe nó đã thiết kế là dành cho gọi là kiểu dáng nó gọi là chủ tịch, nên là nó phải cực kỳ là rộng rãi quý vị anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, chiếc xe này của em sẵn biển Hà Nội rồi. Đấy, biển rất là đẹp đúng không quý vị anh chị? 6692. Đấy, một cái không thể thiếu thì nó là đương nhiên rồi. Sang trọng như thế này mà không có cốp điện thì người ta cười cho đúng không ạ? Đi xe chủ tịch mà lại còn mở cốp cơ nữa thì nói chung là để mà xét về không thiếu gì quý vị anh chị nhá. Đây, nguyên cái bộ gọi là gì, lốp sơ cua này, lốp sơ cua này, kích lốp các thứ nhá quý vị anh chị nhá. Lốp sơ cua còn nguyên chưa dùng đến này. Đấy, rất là mới luôn. Siêu siêu lướt quý vị anh chị ạ. Mua một chiếc xe mà vẫn như bọn em buôn xe vẫn hay gọi đấy, tiền ít thịt nhiều, ES350. Quá đẹp đúng không ạ? Chủ xe em vừa mới thay một dàn lốp mới cứng cựa luôn, dàn lốp mít chạy cực kỳ êm luôn. Lex thì nó đã thiên về êm này, rồi thì cách âm chống ồn các thứ này, lại còn thay thêm dàn lốp mít nữa thì nó là hết bài quý vị anh chị ạ. Đấy, đây em hạ cái này xuống để cho quý vị anh chị nhìn lại nhá. Đấy, đó, thiết kế nó có khác gì Maybach đâu mà. Nói chung là rất là đẹp quý vị anh chị ạ. Đấy, còn
Quý vị anh chị mà cần sơn si tỉa tót này, spa dọn dẹp gì thì cứ chốt xe đi rồi em xử lý cho những cái đấy đơn giản thôi. Đó là rất là bình thường, bởi vì đây là em đang quay mộc cho quý vị anh chị xem một chiếc xe vừa mới lấy về. Đấy, những cái loại này thì bọn em không phải dọn dẹp gì nhiều, bởi vì đa phần là xe này thì các bác chủ xe là hay có lái xe đấy, cứ mang đi dọn rửa các thứ đầy đủ. Còn quá mới đúng không quý vị anh chị? Chắc là quý vị anh chờ chị đang mong chờ nhất đến cái phần báo giá đúng không ạ? Hiện tại thì em đang chào bán một chiếc Lexus ES350 sản xuất 2016 quý vị anh chị nhá. Chiếc xe của em thì siêu lướt lăn bánh được có 4 vạn km thôi. Nội thất kem luôn. Đấy, sẵn biển Hà Nội rồi. Hiện tại em đang chào bán với cái mức giá là 1 tỷ 686 triệu đồng có thương lượng quý vị anh chị nhá. Quý vị anh chị mà có nhu cầu mua bán hoặc là đổi các lên đời các đời xe thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc là Facebook ở góc màn hình, em đã để góc màn hình rồi. Đấy. Quý vị anh chị có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em, bên em chuyên mua bán trao đổi các dòng xe cũ xe lướt đời cao đã qua sử dụng từ phổ thông cho đến hạng sang quý vị anh chị nhá. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã theo dõi video.